Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 21 tháng 6 năm 2023, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17 tổ chức hội nghị lần thứ 20 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và thực hiện quy trình về công tác cán bộ. Giao nhiệm vụ diễn tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn huyện Vĩnh Tường năm 2023. Nghề báo, sự dấn thân và trách nhiệm xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17 tổ chức hội nghị lần thứ 20 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và thực hiện quy trình về công tác cán bộ. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy sáng tạo, đột phá, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá đã được xác định trong nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, tập trung triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tiếp tục thực hiện chủ trương, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ, đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng trường chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đạt chuẩn. Trong 6 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 1.016 đảng viên, phát triển được 12 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, trong đó có một tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI. Kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tích cực, thu ngân sách đạt gần 16.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt trên 13.000 tỷ đồng, thu hút đầu tư các dự án FDI đạt gần 360 triệu đô la Mỹ, tăng 60,5% so với cùng kỳ, đạt 90% kế hoạch năm. Thu hút trên 11.000 tỷ đồng vốn DDI, tăng 42,7% so với cùng kỳ, vượt 2,2 lần kế hoạch năm. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, Vĩnh Phúc đang triển khai quyết liệt đề án xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu. Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho gần 11.000 lao động, đạt 67,8% kế hoạch năm. An sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng an ninh được củng cố. Khẳng định những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua là nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nỗ lực cố gắng trên các mặt công tác để hoàn thành, đạt và vượt mức các chỉ tiêu. Chúng ta cần tập trung quán triệt thực hiện nghiêm nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và kết luận 21 của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Thứ hai là chúng ta tập trung thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đó là nghị quyết 26 của Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, nghị quyết 28 của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị, nghị quyết 21 của Trung ương về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên. Thứ ba là lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đảng viên, của đoàn viên, hội viên, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để vận động nhân dân và tổ chức thực hiện, chủ động nắm chắc địa bàn, gần dân, sát cơ sở, tăng cường các hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực, kịp thời xử lý, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc đã được chỉ ra và chủ động làm tốt hơn nữa trong cái công tác phòng ngừa. Trên cơ sở nhận diện những khó khăn, thách thức tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội những tháng còn lại năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh nắm chắc tình hình động lực tăng trưởng chính của tỉnh, tham khảo các dự báo của Chính phủ, của các tổ chức kinh tế lớn để kịp thời tham mưu, đề xuất các biện pháp, giải pháp hiệu quả phù hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung đảm bảo thực hiện tốt, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội,
chủ động, linh hoạt kết nối cung cầu lao động để giới thiệu việc làm, phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, có giải pháp để tăng thu ngân sách, thúc đẩy tăng trưởng, tăng cường các hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ, thực hiện hiệu quả các giải pháp kích cầu tiêu dùng nội địa, đảm bảo nguồn cung cấp điện đầy đủ, ổn định trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp lớn, tiếp tục đẩy mạnh thu hút xúc tiến đầu tư FDI, DDI, đầu tư hoàn thành các khu cụm công nghiệp để thu hút doanh nghiệp, hỗ trợ giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, khẩn trương hoàn thành quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung các địa phương để có cơ sở pháp lý triển khai các quy hoạch khác, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản. Bên cạnh đó, tập trung đảm bảo an ninh trật tự, xử lý nghiêm các vụ việc thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông, nắm chắc tình hình an ninh trật tự tại địa bàn khu công nghiệp, vùng đồng bào dân tộc, có giải pháp ngăn ngừa đuối nước trẻ em. Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh cơ cấu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện quy trình công tác nhân sự để kiện toàn, bổ sung ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Chiều nay, Ban chỉ đạo diễn tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn huyện Vĩnh Tường năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Khước, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Văn Xuân, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành và huyện Vĩnh Tường. Theo kế hoạch, diễn tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 huyện Vĩnh Tường được tổ chức vào ngày 21 tháng 7 tại xã Ngũ Kiên. Đến nay, huyện Vĩnh Tường đã thành lập khung diễn tập, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng dự thảo các nội dung, ý định diễn tập, kế hoạch huấn luyện, kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập thực binh và chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo cho diễn tập. Phát biểu tại buổi giao nhiệm vụ diễn tập, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khước nhấn mạnh, việc tổ chức diễn tập là nhiệm vụ quan trọng của địa phương. Để đảm bảo diễn tập đạt kết quả cao, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khước yêu cầu huyện Vĩnh Tường xây dựng tình huống diễn tập sát thực tế ở địa phương, chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang bị phục vụ cho diễn tập, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân trong công tác phòng chống lụt bão. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15, hôm nay đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc đã tham gia thảo luận tại hội trường về dự án luật đất đai sửa đổi. Về thu hồi đất, đại biểu Trần Văn Tiến đề nghị cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu quy định thành mục riêng về thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất, trong đó có các điều khoản quy định về trình tự, thủ tục thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và về trách nhiệm, nghĩa vụ các bên. Việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án độc lập chỉ thực hiện đối với các dự án thuộc đầu tư công, cần nghiên cứu mở rộng đối tượng áp dụng đối với tất cả các dự án thuộc thẩm quyền nhà nước thu hồi đất theo dự thảo của luật đất đai. Về nguyên tắc bồi thường khi nhà nước thu hồi, cần nghiên cứu và đánh giá kỹ lưỡng tác động về mặt xã hội và để đảm bảo luật có tính khả thi. Việc bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng với loại đất bị thu hồi hoặc nhà ở, nội dung của nguyên tắc này được mở rộng so với luật đất đai năm 2013. Về lý thuyết thì nội dung nguyên tắc này là rất tốt, sẽ được người dân đón nhận và đồng tình ủng hộ, nhưng thực tế khi thực hiện sẽ rất khó khăn và vướng mắc, hoặc vướng mắc hơn rất nhiều lần so với bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng hoặc bồi thường bằng tiền, bởi lẽ khi thống nhất được với người bị thu hồi về khối lượng, số lượng, đơn giá đối với đất và tài sản, mà còn phải thống nhất với người bị thu hồi về khối lượng, số lượng và đơn giá nơi đến đối với đất hoặc nhà ở. Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 trong bối cảnh phải đối mặt với những khó khăn, thách thức chưa có tiền lệ. Với quyết tâm chính trị cao nhất và tinh thần đổi mới sáng tạo quyết liệt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Phúc đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nghị quyết đề ra và đạt được nhiều dấu ấn quan trọng toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Đảng bộ tỉnh đã tập trung cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng và quyết liệt triển khai 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá đã được xác định trong nghị quyết, với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức,
tổ chức cán bộ và kiểm tra giám sát. Xác định công tác cán bộ là khâu then chốt, Vĩnh Phúc đã tiên phong đổi mới công tác cán bộ bằng chủ trương, giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, triển khai thực hiện tốt mục tiêu bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương. Đến thời điểm này, trên 80% đồng chí bí thư huyện ủy, thành ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh không là người địa phương. Và phấn đấu đến năm 2024, tất cả bí thư các huyện, thành phố không là người địa phương. Đảng bộ tỉnh đã tập trung đầu tư xây dựng trường chính trị tỉnh đạt chuẩn và là trường chính trị cấp tỉnh thứ 3 toàn quốc đã được công nhận chuẩn mức 1. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Đảng bộ tỉnh trong nửa nhiệm kỳ có nhiều đổi mới, với số lượng kiểm tra, giám sát nhiều nhất từ trước tới nay. Công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp, đặc biệt là phát triển đảng trong doanh nghiệp FDI, phát triển đảng trong học sinh, sinh viên được Đảng bộ tỉnh quan tâm chú trọng. Trong nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành đạt và vượt mức 4 trên 4 chỉ tiêu về xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó, kết nạp được gần 4.700 đảng viên, phát triển được 60 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Trong đó, 6 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp FDI, tỷ lệ chính quyền cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm vượt 13%. Tôi cũng mong muốn rằng với hơn 10.000 công nhân lao động trong công ty chúng tôi, chi bộ đảng sẽ phát huy tốt nhất vai trò, kết nạp được nhiều hơn nữa những đảng viên để phát triển thành tổ chức đảng lớn mạnh. Phương thức lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh được đổi mới là tiền đề quan trọng để Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế xã hội. Dự kiến hết năm 2023, 13 trên 25 chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đại hội. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021-2022 đạt 8,8%, nằm trong số 10 tỉnh tăng trưởng cao nhất cả nước, đạt mục tiêu đại hội. Trong đó, riêng năm 2022, tăng trưởng kinh tế đạt 9,54% và là mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2014 đến nay. Tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ chiếm đến 93,15%, nông, lâm nghiệp, thủy sản chỉ còn 6,85%. Thu ngân sách nhà nước tiếp tục tăng cao và lập dấu mốc mới với trên 40.000 tỷ đồng năm 2022. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 33.600 tỷ đồng, nằm trong số ít địa phương có số thu nội địa cao nhất cả nước. Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng với gần 2 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư FDI, trên 45.000 tỷ đồng vốn đầu tư DDI, gấp 2,3 lần mục tiêu đại hội. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm chú trọng, an ninh quốc phòng được củng cố, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo đến nay giảm còn 0,7%, vượt mục tiêu nghị quyết đại hội. Vĩnh Phúc đang triển khai quyết liệt sáng kiến xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu. Phần đầu đến năm 2025, có 60 thôn, tổ dân phố thuộc 9 huyện, thành phố hoàn thành bộ tiêu chí làng văn hóa kiểu mẫu. Tôi năm nay hơn 70 rồi, từ cái thời hợp tác khó khăn nhưng bây giờ là tôi thấy tỉnh huyện này rất quan tâm đến nhân dân. Tôi thấy phấn khởi lắm. Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Vĩnh Phúc tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá nêu trong nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, quan tâm tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, Vĩnh Phúc hoàn thành ở mức cao các mục tiêu, chỉ tiêu về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước. Thưa quý vị và các bạn, 98 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, không ngừng vươn lên và ngày càng lớn mạnh, thể hiện rõ vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Để có được những tác phẩm báo chí hay, phản ánh sinh động mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế và xã hội được công chúng đón nhận, đòi hỏi những người làm báo phải có đam mê, khát vọng, sự dấn thân và trách nhiệm. Không ngại khó, ngại khổ, lao vào tâm dịch nguy hiểm, hay thiên tai, bão lũ, thậm chí phải đối mặt với đe dọa, tấn công để phản ánh những vấn đề tiêu cực trong xã hội. Đó không đơn thuần là công việc mà còn là tình yêu nghề và trách nhiệm của mỗi phóng viên, nhà báo khi quyết định lựa chọn và gắn bó với nghề làm báo.
Có thể nói là nghề làm báo là một nghề rất là vinh quang và trách nhiệm. Chúng tôi sẽ dấn thân vào những cái điểm nóng, những cái lúc khó khăn nhất như là cái dịch Covid-19 bùng phát giai đoạn đầu tiên ở Vĩnh Phúc. Thì những người làm báo Vĩnh Phúc là những người đầu tiên có mặt tại hiện trường để kịp thời truyền tải cái công tác phòng chống dịch Covid-19 đến khán giả cả nước. Cũng như là khi xảy ra những cái sự cố như thiên tai, chúng tôi đều có mặt và đều kịp thời truyền tải những thông tin đấy. Và một trong vấn đề mà chúng tôi luôn chú ý đó là trách nhiệm của người làm báo, đó là gì? Là cái trách nhiệm cung cấp những cái thông tin nó chính xác và kịp thời nhất. Mỗi tác phẩm báo chí đều ẩn chứa thông điệp hướng đến những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, mang đến cho người đọc những cảm xúc tích cực, sự đồng cảm, chia sẻ. Và để có được những tác phẩm hay được công chúng đón nhận, các phóng viên, nhà báo đã bám sát hơi thở của cuộc sống để tìm ra những vấn đề dư luận quan tâm, sâu chuỗi sự việc bằng góc nhìn đa chiều thành những thước phim, bài báo. Thực tế, trong thời gian gần đây, rất nhiều sự việc tồn tại gây bức xúc trong nhân dân đã được các phóng viên, nhà báo phản ánh một cách trung thực, khách quan. Bản thân tôi thì thường hay viết về những cái đề tài về cuộc sống của người dân nông thôn, trong đó thì tập trung đi sâu phản ánh những mặt tồn tại hạn chế, những vấn đề mà người dân đặc biệt quan tâm. Và để có những cái tác phẩm phản ánh đúng chân thực về cuộc sống của người dân ở vùng nông thôn thì chúng tôi thường đi sâu, đi sát và tìm hiểu về cuộc sống của người dân nông thôn. Từ đó thì tìm hiểu vấn đề và phát hiện vấn đề. Và dưới góc độ của một nhà báo thì chúng tôi thường thông tin hai chiều từ chính quyền đến người dân và cũng đem tiếng nói, nguyện vọng, tâm tư của người dân đến chính quyền các cấp. Để từ đó thì chính quyền các cấp sẽ có những chính sách, có những giải pháp phù hợp đáp ứng đúng tâm tư, nguyện vọng của người dân. Đi đến tận cùng sự việc để hiểu rõ và phản ánh đúng sự thật, đòi hỏi người làm báo phải dấn thân. Càng trong khó khăn, thách thức thì sự gan dạ, bản lĩnh của những người làm báo càng được tôi luyện. Để có được những thông tin chính xác, nhất là đối với những vấn đề tiêu cực, tội phạm, nhiều nhà báo sẵn sàng dấn thân vào những nguy hiểm, thậm chí bị tấn công, đe dọa đến bản thân và gia đình. Nhưng họ vẫn luôn vững vàng ý chí quyết tâm đấu tranh đến cùng với những điều sai trái để mang lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội. Với những cái đề tài mang cái tính gai góc thì chúng tôi và những đồng nghiệp cũng đã dồn rất nhiều những tâm sức, tâm huyết cộng với những cái thời gian, nói chung là để hoàn thành được một cái bài báo như thế, thậm chí là mất đến hàng năm. Thế nhưng mà khi mà tác phẩm được lên trên mặt báo, được công chúng đón nhận và hiệu ứng của xã hội, đó là những cái dư luận tốt, sự vào cuộc của các cơ quan, các cấp, các ban ngành, thì đó chính là cái thành công của chúng tôi. Nhận trách nhiệm mà Đảng, Nhà nước và xã hội trao gửi, người làm báo cũng là người chiến sĩ luôn vững bước trên con đường đã chọn. Ở mỗi thời kỳ, đội ngũ phóng viên, nhà báo của tỉnh luôn bám sát và định hướng, đi sâu, đi sát vào thực tiễn cơ sở để sáng tạo ra những tác phẩm báo chí chất lượng cao. Đào tạo nghề là một trong những mục tiêu quan trọng được tỉnh Vĩnh Phúc xác định là chìa khóa để thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực. Vì vậy, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp gắn với thị trường lao động và giải quyết việc làm. Để nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động trong những năm qua, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Yên Lạc đã chủ động liên kết với nhiều trường cao đẳng nghề uy tín trên địa bàn tỉnh để đào tạo các nghề đáp ứng nhu cầu tuyển dụng thực tiễn của doanh nghiệp. Chính vì vậy, trung tâm đã thu hút đông đảo các em học sinh theo học và cơ hội việc làm là rất lớn sau khi ra trường. Khi mà em vào trường này thì em đã theo ngành điện công nghiệp. Thì khi mà em lựa chọn những ngành điện công nghiệp này rồi thì em đã xác định cho mình một tương lai là khi mà mình giỏi tay nghề về điện thì nhu cầu xã hội thì là rất là cần quan trọng về điện. Thì vấn đề này em đã suy nghĩ cũng một khoảng thời gian là và em đã quyết định và chọn cho mình một cái ngành nghề để sau này mình ra xã hội mình có thể làm được đúng ngành nghề mà mình đã chọn ạ. Trong thời gian tới chúng tôi cũng rất mong muốn được kết hợp với cả trung tâm dạy nghề Yên Lạc cung cấp cho bên nhà máy những công nhân có tay nghề cao như là về thủy lực, điện công nghiệp và tự động hóa để phục vụ cho cái dây chuyền sản xuất của nhà máy được trơn tru và ổn định hơn.
Trên địa bàn tỉnh hiện có 6 trường cao đẳng được lựa chọn ngành nghề trọng điểm, trong đó trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc là một trong những đơn vị đã triển khai thực hiện đào tạo nghề trọng điểm chất lượng cao. Hiện nay thì nhà trường có 5 nghề trọng điểm, 2 nghề quốc tế, 2 nghề ASEAN và 1 nghề quốc gia. Và nhà trường hiện tại đang đào tạo 5 lớp chất lượng cao trong các ngành kỹ thuật cơ khí, ngành điện và ngành công nghệ thông tin. Đối với các cái ngành nghề chất lượng cao thì nhà trường cũng đã ký kết với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Và sau khi tốt nghiệp thì các em sẽ được làm việc trên các cái doanh nghiệp với cái mức lương từ 15 đến 20 triệu. Những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã dành nhiều nguồn lực ưu tiên cho phát triển nguồn nhân lực. Nhiều giải pháp phát triển nguồn nhân lực đã được triển khai đồng bộ, tạo bước đột phá đáng kể về chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, đặc biệt là nguồn nhân lực có kỹ năng nghề. Bên cạnh đó, mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tương đối đa dạng về loại hình, trình độ, ngành nghề đào tạo. Công tác tuyển sinh, đào tạo sơ cấp, trung cấp, cao đẳng thực hiện linh hoạt với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đáp ứng yêu cầu học nghề của người lao động. Đội ngũ nhà giáo phát triển cả về số lượng và chất lượng, từng bước được chuẩn hóa. Năm 2023, Vĩnh Phúc đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho trên 17.000 lao động, trong đó tạo việc làm mới cho 16.000 lao động, đưa 1.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.